Xin chào các bạn, hôm nay có thể nói là một ngày đáng nhớ đối với làng game thủ mobile Việt. Ngày mai chúng ta đã chính thức chiếu ra bộ phim Iron Man 3 tại các rạp chiếu tại Việt Nam. Và thì ngày hôm nay hãng Gamelot đưa ra cái game Iron Man 3 phiên bản trước ngày chiếu một chút. Và thông qua cái game này chúng ta có thể biết một số cái chi tiết về bộ phim ngày mai. Nhưng mà trước đây Iron Man 1 và 2 là hai phiên bản chơi theo cái kiểu mà chúng ta sẽ đi trận, chúng ta đánh, chúng ta giết quái, kiếm tiền vân vân. Nhưng mà Iron Man 3 thì sao? Các bạn có hy vọng một cái thể loại tương tự hay không? Hay rốt cuộc là Gamelot sẽ làm chúng ta thất vọng? Thì các bạn thấy là game này khi lần đầu thì nó yêu cầu các bạn phải cho phép truy cập vào cả danh bạ của máy luôn. Và đây là cái giao diện chơi game của cái game Iron Man 3 của chúng ta. Thì cái giao diện của nó khá là đơn giản thôi. Khi các bạn vào đầu game ấy, thì các bạn thấy cái nhân vật mà mình đang sử dụng. Iron Man 3 ở phần mới thì xuất hiện có quá nhiều nhân vật, bao gồm cả người sắt phiên bản bình thường trước và người sắt phiên bản khác. Nhưng mình các bạn có thể thấy đây là phiên bản của mình là đã thay đổi khác này. Chúng ta có một cài đặt, chúng ta có thể lựa chọn bằng cách chơi là nghiêng, bằng cái cảm biến là nghiêng trái, nghiêng phải. Các bạn thì lựa chọn là cái mức độ nhạy cảm của nó là bao nhiêu, hoặc là có thể là chạm vào màn hình để chúng ta sử dụng. Ngoài ra có thể kết nối với lại chơi trên game Lotline, hoặc là tùy theo các bạn có thể chơi cùng với bạn bè. Iron Man 3 sẽ là một sự thất vọng đối với những ai mà đang mong chờ một phiên bản mới giống như 1 và 2. Giống hệt như cái cách trước đây Gamelot đã làm với game Dungeon Hunter, thì phiên bản 1, 2 là game theo kiểu đi cảnh đánh quái, nâng cấp đồ. Thì phiên bản 3 của cái Dungeon Hunter lại là đánh arena. Và rất tiếc là với Iron Man thì cũng vậy. Hai phiên bản đầu rất là hay nhưng đến phiên bản 3 thực sự là một nỗi thất vọng, khi mà nó không còn là một game đánh quái hay là cái thứ như trước đây nữa, mà nó chuyển thành một cái thể loại đang phổ biến hiện nay, đó là thể loại chạy và nhặt xu. Cảm giác bạn như là một cái thằng nông dân đi nhặt tiền về vậy. Mà trong khi đấy rõ ràng mình là Iron Man 3 tiền tiêu hơn rác. Các bạn thấy đây là thể loại chơi game chính của máy, là chúng ta sẽ chủ yếu đi nhặt các cái viên năng lượng về. Sau đó chúng ta trên đường thì nó có một số điểm đặc biệt là chúng ta sẽ xuất hiện thêm một số cái chướng ngại vật không giống như là hai cái game khá là nổi tiếng như Temple Run hoặc là cái game Subway Surfer. Thì chúng ta sẽ chủ yếu là tránh những đoàn tàu hay những chướng ngại vật. Nhưng mà trong cái game này thì anh chàng Iron Man chúng ta thì còn phải chống đối với những cái loại quái vật khác. Bên cạnh như là việc né những cái phương tiện trên đường thì chúng ta còn phải đánh nhau với các cái đĩa bay hoặc là những cái máy bay rất bất ngờ xuất hiện. Các bạn thấy thế ở đây, các bạn thấy chạm trực tiếp vào màn hình, chạm vào đâu là nó sẽ bắn chưởng ra đấy, cảm giác như là cái chưởng Kamezoko của Son Goku bắn vào một tay ấy. Còn không, các bạn có thể vuốt trên màn hình là nó vẽ thành một đường như kiểu là vẽ laser mà nó sẽ tiêu diệt toàn bộ những cái chướng ngại vật trên đường này. Tuy nhiên thì cái game này thì sau một hồi chơi mình cảm thấy rất là chán. Thật ra cái thể loại này nó không xứng đáng với cái tên Iron Man 3 chút nào. Trong cái đoạn trailer của hãng Gamelot, chúng ta đã nhận ra là hãng Gamelot đã thay đổi dường như là toàn bộ cái cách chơi trước đây của Iron Man 1 và 2. Nhưng thực sự là thay đổi đến mức này thì không còn gì để mong đợi ở một cái game có thể xem là siêu phẩm nặng đến 644 MB. Nhưng có lẽ là cái điều nó nặng ấy chỉ là cái việc đó là nó nặng là tại vì nó cho phép chúng ta tùy biến được cái nhân vật của người anh hùng. Đây các bạn thấy là sau khi nâng cấp này, các bạn có thể vào cái Stark Industry, chính là cái công ty của anh người sắt của chúng ta. Và chúng ta có thể thay đổi và nâng cấp cái thiết bị của mình. Ở đây ví dụ như là mình sẽ xây một cái nhân vật mới. Các bạn thấy đây là những cái bộ nhân vật mới này, đúng xuất hiện như y ở trong phim, phải nói là rất là đẹp và chất lượng. Tuy nhiên thì muốn unlock được hết thì các bạn phải bỏ tiền mặt ra là, nhưng mà nếu không muốn bỏ tiền mặt thì chúng ta có thể tìm cách hack. Người Việt Nam hơn nhau ở chỗ đấy là chúng ta có thể hack được game rất là dễ dàng. Nhưng vấn đề này chắc phải chờ thì mấy anh lập trình viên nữa. Các bạn thấy đây, đây là những cái biểu mẫu của cái nhân vật Iron Man xuất hiện trong phim ở phần 3 và trong game cũng sẽ có. Và theo như hãng Gamelot họ nói rằng nếu mà các bạn không đủ tiền thì các bạn có thể chơi game cày thật là lâu, thì các bạn sẽ cố gắng thì chúng ta vẫn có thể đếm một số điểm và vượt qua những cái achievement nhất định để chúng ta có thể unlock được toàn bộ những cái đồ vật phẩm trong game này. Tuy nhiên mình có vẻ không tin tưởng một cái điều này lắm lên Gamelot, thì họ xưa nay là nổi tiếng hút máu rất là kinh khủng khiếp rồi. Và như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn một cái phiên bản game Iron Man 3. Ngày mai Iron Man sẽ chính thức chiếu tại một số rạp chiếu phim ở Việt Nam. Tuy nhiên thì hãng Gamelot đã đưa ra game sớm hơn một ngày, nhưng nó là một nỗi vọng đối với những người mà yêu thích và đang mong chờ thực sự cái game này. Không còn những cái trận chiến nhập vai hoành tráng như trước nữa, thay vào đấy bạn chỉ là một đóng vai một anh nông dân đi nhặt tiền về để nâng cấp mà thôi, rất là buồn tẻ. Và các bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên like, share với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi. Và với đâu mai chúng ta sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim.